Xin kính chào toàn thể quý anh chị nhà đầu tư và các bạn đã đến với Vinhome Ocean Park 2. Quý anh chị nhà đầu tư và các bạn muốn đầu tư ở Vinhome Ocean Park 2, xin hãy liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình. Số điện thoại 0961310666. Số có dùng Zalo. Em sẽ tư vấn các phân khu để anh chị quý nhà đầu tư được những căn liền kề hoặc những căn biệt thự hoặc những căn chung cư để sinh lời nhanh nhất. Vinhome Ocean Park 2 có các phân khu như là phân khu Hải Âu, Cọ Xanh, Sao Biển, Kinh Đô, San Hô, Ngọc Trai, Trà Là và Đảo Dừa. Phân khu Ngọc Trai 30,4 ha, phân khu Đảo Dừa 24,6 ha, phân khu Trà Là 26,5 ha, phân khu Hải Âu 21,5 ha, phân khu Cọ Xanh 26,5 ha, phân khu Sao Biển 35 ha, phân khu Kinh Đô 24 ha, phân khu San Hô 39 ha. Trong khi đó, các phân khu chủ yếu nhằm mục đích kinh doanh đó là phân khu Sao Biển, phân khu Kinh Đô Ánh Sáng và phân khu San Hô. Bên cạnh đó, có tiện ích rất là nhiều. Quý anh chị nhà đầu tư và các bạn muốn tìm hiểu để đầu tư ok nhất, xin mời hãy liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình. Em sẽ tư vấn cho anh chị quý nhà đầu tư và các bạn lựa chọn được đúng như sở thích. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị quý nhà đầu tư và các bạn.